Xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta cùng đến với bản tin thể thao sáng ngày 18 tháng 6. Ngay sau đây mời quý vị đến với những thông tin chính. Thể thao Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu giành suất dự Olympic. Vì sao Bình Định và Hải Phòng có thể bị loại khỏi V-League? Thua trên chấm 11m, đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo mất vé lên hạng. Rumani đạt thành tích 24 năm mới lặp lại. Pháp vất vả hạ áo 1-0 nhờ pha phản lưới nhà. Sau đây là nội dung chi tiết tối ngày 17 tháng 6. Vận động viên Lê Quốc Phong giành quyền vào bán kết môn bắn cung tại Antalya 2024 Hyundai Archery World Cup ở Hàn Quốc và đoạt vé dự Olympics Paris 2024. Tại tứ kết, Lê Quốc Phong thắng Chris Nasaha, Bangladesh với tỷ số 6-2. Đội tuyển bắn cung Việt Nam vẫn còn cơ hội giành vé ở nội dung đồng đội nữ và cá nhân nữ. Trước đó, thể thao Việt Nam đã có 11 suất tham dự Olympics gồm Nguyễn Thị Thật, xe đạp, Nguyễn Huy Hoàng, bơi, Trịnh Thu Vinh và Lê Thị Mộng Tuyền, bắn súng, Trịnh Văn Vinh, cử tạ, Nguyễn Thị Hương, canoeing, Phạm Thị Huệ, rowing, Nguyễn Thùy Linh và Lê Đức Phát, cầu lông, Võ Thị Kim Ánh và Hà Thị Linh, boxing. Thể thao Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu giành từ 12 đến 15 suất dự Olympics Paris 2024. Ngày 17 tháng 6, Ban cấp phép đã tổ chức cuộc họp và quyết định cấp phép cho các câu lạc bộ tham dự V-League 2024-2025. Ban đã cấp phép cho 4 câu lạc bộ Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Sông Lam Nghệ An và SHB Đà Nẵng. 8 câu lạc bộ khác được cấp phép có điều kiện gồm Nam Định, PVF, CAND, Can, Hà Nội, Thể Công, Viettel, Hà Tĩnh, Quảng Nam, LP Banh, Hoàng Anh, Gia Lai. 4 câu lạc bộ khác được cấp phép có điều kiện kèm biện pháp phạt là Hải Phòng, Thanh Hóa, Bình Định và Bình Phước. Hải Phòng và Bình Định phải nộp tài liệu chứng minh đủ điều kiện tài chính trước ngày 15 tháng 7 năm 2024, nếu không sẽ bị xem xét thu hồi giấy phép. Riêng Khánh Hòa không được cấp phép do không đáp ứng các tiêu chí tài chính và cơ sở vật chất, nhưng vẫn đủ điều kiện thi đấu ở giải hạng nhất. Chiều ngày 17 tháng 6, câu lạc bộ Bắc Ninh để tuột tấm vé lên chơi ở giải hạng nhất sau trận thua đội trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Dù được đánh giá cao hơn và kiểm soát thế trận, Bắc Ninh là đội để thua 1-3 trên chấm luân lưu. Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh mở tỷ số từ quả phạt đền của Hoàng Phương và Đỗ Mơ Lô nâng tỷ số lên 2-0. Bắc Ninh gỡ lại 1-2 nhờ quả phạt đền của Nguyễn Hồng Sơn và gỡ hòa 2-2 với pha ghi bàn của Trọng Sơn ở phút 90+4. Trên loạt sút luân lưu, thủ môn Lê Văn Trường của trẻ Thành phố Hồ Chí Minh cản phá thành công cú sút của Lê Văn Hùng, giúp đội trẻ Thành phố Hồ Chí Minh thắng chung cuộc 3-1 và giành vé lên chơi ở giải hạng nhất mùa tới. Dù không thăng hạng, câu lạc bộ Bắc Ninh vẫn nhận được nhiều lời khen sau khi có 7 chiến thắng và 4 trận hòa ở vòng bảng, tiến vào chung kết với ngôi đầu bảng. Đội tuyển Romania gây bất ngờ khi đánh bại Ukraine 3-0 ở lượt trận đầu tiên bảng Euro 2024. Dù Ukraine xếp trên Romania 24 bậc trên bảng xếp hạng FIFA và ra sân với những ngôi sao như Mikhail Modric và Artem Zobi, họ thi đấu mờ nhạt và không hiệu quả. Ukraine kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ trên 70%, nhưng gặp bế tắc trong tấn công. Trong khi đó, Romania chơi chặt chẽ trong phòng ngự và tận dụng tốt các cơ hội phản công. Phút 30, Nicolae Stanciu mở tỷ số cho Romania với cú sút xa hiểm hóc. Đầu hiệp 2, Ravan Marin ghi bàn thứ 2 từ ngoài vòng cấm. Chưa đầy 5 phút sau, Denis Man kiến tạo cho Denis Dragut ghi bàn thứ 3. Ukraine dốc toàn lực tấn công, nhưng không thể cải thiện tình hình. Romania giành chiến thắng 3-0, mở rộng cơ hội vượt qua vòng bảng và đây là chiến thắng đầu tiên của họ tại Euro sau 24 năm. Đương kim vô địch Pháp đã có khởi đầu chiến dịch Euro 2024 đầy khó khăn khi chỉ có thể hạ áo 1-0 nhờ pha phản lưới nhà của trung vệ Aubame. Trận đấu diễn ra trên sân vận động Allianz Arena, Pháp nhập cuộc với đội hình mạnh nhất với sự hiện diện của bộ ba tấn công Mbappe, Griezmann và Dembele. Tuy nhiên, những phút đầu tiên chứng kiến đội tuyển áo của Ralf Rangnick thi đấu đầy tự tin và gây sức ép lên khung thành của đội tuyển Pháp. Phút 38, thế trận thay đổi. Mbappe có pha đi bóng bên cánh phải và căng ngang vào trong. Trung vệ Aubame trong nỗ lực phá bóng lại vô tình đá phản lưới nhà, mở tỷ số cho Pháp. Việc nhận bàn thua bất ngờ khiến áo buộc phải dâng cao đội hình tấn công. Tuy nhiên, sự thiếu hiệu quả trong khâu dứt điểm khiến họ không thể xuyên thủng mảnh lưới của Pháp. Phía bên kia chiến tuyến, Pháp cũng có một số cơ hội ngon ăn nhưng không thể tận dụng. Mbappe bỏ lỡ cơ hội đối mặt với thủ môn Pen ở phút 55, trong khi Dembele cũng có pha dứt điểm thiếu chính xác. Chung cuộc, Pháp giành chiến thắng 1-0 đầy nhọc nhằn. Đây là khởi đầu không hoàn toàn ưng ý của nhà đương kim vô địch, nhưng 3 điểm có được là vô cùng quan trọng trong hành trình chinh phục chức vô địch Euro 2024. Và đây cũng là những thông tin đáng chú ý của bản tin thể thao tổng hợp sáng nay ngày 18 tháng 6. Các bạn đừng quên like và chia sẻ kênh YouTube Báo Thanh Hóa. Xin chào và hẹn gặp lại!